Độ tuổi thanh thiếu niên thường là các cô cậu học trò tâm lý chưa vững vàng. Việc cha mẹ ép buộc học thêm nhiều môn sẽ càng tạo thêm áp lực tinh thần hơn nữa. Từng có không ít việc đau lòng xảy ra xuất phát từ nguyên nhân trên. Và mới đây, tại Trung Quốc lại ghi nhận thêm câu chuyện tương tự gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo Sina đưa tin, ngày 22 tháng 8 tại thị trấn Lô, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra sự việc đau lòng khi một bé gái 15 tuổi nhảy từ trên tầng 25 của một tòa nhà xuống. Khi đó, người cha vì muốn kéo con lại nên đã lao ra túm lấy nhưng không may, cả hai đều cùng rơi xuống. Hai bố con sau đấy đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng vì chấn thương quá nặng nên đã không thể qua khỏi. Phóng viên của Retro News sau khi tìm hiểu thông tin thì được biết nguyên nhân của sự việc là do cô gái không muốn đến lớp dạy piano mà bố mẹ bắt đi học. Cùng một lúc, gia đình mất đi hai người là điều vô cùng đau đớn. Cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm khi một cô bé 15 tuổi phải gặp áp lực lớn trong việc học tập và cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của người đã mất, mong rằng sẽ không còn trường hợp nào vì áp lực học tập dẫn đến hậu quả như trên.